lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên, mùng 3 tháng 10 2022. Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên, mùng 3 tháng 10 2022. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bắt đầu một tuần lễ mới, thứ hai đầu tuần, đầu tháng, tháng 10, tháng Mân Côi. Hân hoan chào mừng nhau, một trong hai tay nồng nhiệt. Chúng ta dâng lên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ là nữ vương truyền phép Đức Thánh Mân Côi. Xin mẹ cho mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn tuần lễ mới này được mọi sự bình an, dâng phó công ăn việc làm, sức khỏe, mọi dự án dự tính lên cho Chúa với trọn niềm tín thác như mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, mẹ của những kẻ tin. Và nhớ đừng quên mệnh lệnh của mẹ là siêng năng lần hạt Mân Côi. Và đồng thời cùng với việc siêng năng lần hạt Mân Côi, việc tôn sùng mẹ là chuyện cải thiện đời sống. Mình chỉ có thể cải thiện đời sống của mình với ơn của Chúa và với ánh sáng của lời Chúa mà mình lắng nghe bây giờ. Thứ hai sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trong thư Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat chương 1 câu 6 đến câu 12. Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Không có tin mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô đó thôi. Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Như tôi đã nói, và nay tôi xin nói lại, nếu có ai loan báo cho anh em một tin mừng khác với tin mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Vậy giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Tôi xin hết lòng cam tạ Chúa trong cộng đoàn trinh nhân giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quá thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu. Những công trình tay Chúa thực hiện quá là chân thật và công minh. Huân lệnh người ban đều chắc chắn, bền vững đến muôn đời muôn thua, căn cứ vào sự thật lẽ ngay. Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời, tôn danh người thanh thiêng khả uy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói,
Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 10 câu 25 đến câu 37. Luca 10 25 đến 37. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, sức vết thương cho người ấy và băng bó lại. Rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Trong cộng đoàn chúng tôi đang sống, có anh bạn, lúc đầu anh rất là trân trọng tôi, lúc nào cũng chào lòng. Anh cũng mời trước, rồi cái gì cũng hỏi thăm, rồi cái gì cũng nói ở này cha Long làm, hay là cha Long dân cúng, cái gì cũng vậy hết. Tôi du xe. Tôi cứ cười thôi, cũng vui. Nhưng mà một thời gian sau, mấy anh em bảo: Ủa sao anh Long ơi, cái này không thấy anh nhắc gì đến anh Long nữa vậy? Bây giờ hướng sang người khác, hướng sang người mới được đặt lên một chức vụ mới. Và người đặt lên chức vụ mới thì có quyền trên anh ấy, có thể cho anh ấy cất nhắc anh làm việc này việc kia. Cho nên anh ấy bây giờ cái gì cũng quay sang anh ấy kia, cái gì cũng mời tới 2-3 lần, mà người kia thì không thích, không ăn, mà tôi thì không được mời. Tôi bốc lấy tôi ăn. Thì mấy anh em chứng kiến cái cảnh đó bảo: Ủa sao gió đổi chiều nhanh quá vậy? Gió chiều nào gì đó theo chiều nấy phải không? Quấn theo chiều gió, gió chiều nào thì đi theo chiều ấy. Bảo thì đương nhiên rồi anh Long ơi, đừng có buồn. Mình cũng những cười mà thật buồn, thật tủi thật, chứ bị bỏ rơi rồi, không được quan tâm rồi, giờ người ta để ý đến người khác rồi. Tôi nói anh Long không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Người ta thấy ai còn giá trị lợi dụng, thấy ai đang lên thì người ta phải theo. Đó là người
phim Trung Quốc kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tôi nghe câu đó tôi thấy nó kỳ. Trang Tuấn Kiệt là mà đi gọi là xu thời chứ đâu phải thức thời. Mình thức thời khác hả? Thức thời là biết là bây giờ tình hình nó như thế này, tình hình nó như thế kia, mình phải thay đổi quan điểm, thay đổi lối sống, phải thay đổi cách sống mới, vân vân. Thức thời, thời gặp thời thế, thế thời phải thế. Còn những người xu thời là người không có lập trường, là người cứ chạy theo thời thế để kiếm trác, để lợi dụng, để có lợi cho mình thôi. Còn mình sống thức thời, mình phải biết, như giáo hội luôn luôn là thức thời, biết rằng lúc này nó như thế này, lúc này nó như thế nọ, lúc này nó như thế kia. Có thời để yêu, có thời để ghét, có thời để gieo, có thời để gặt, có thời để xây, có thời để phá, vân vân. Ở đây Phaolô nói rằng là: thưa anh em, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế, trở mặt quay 180. Phải không? Quay 90 độ chứ, đang về 90 độ phải không? Hay là 180? 180 luôn, đang quay một cách quay 180. Không thèm ngó ngàng gì đến người trước nữa. Cứ thấy ai mà có chức có quyền là chạy theo, đang chạy theo người này, quay trở mặt quay theo người kia liền. Đang là phò mình, trở mặt với phò người khác và coi mình là kẻ thù. Cuộc sống này, anh chị em có gặp cái chuyện đó không? Có khi chính bạn bè nó trở mặt mới đau chứ phải không? Người dưng nước lã là thôi kệ đó. Họ lúc họ thế này, họ lúc thế kia, mình biết họ mà, thôi quan tâm. Nhưng mà chính những người mà cùng, Chúa Giêsu nói kẻ cùng chấm với ta một chén lại dưa gót đạp ta, đó mới đau, trở mặt. Đang là bạn hữu trở mặt luôn. Thì Phaolô bảo rằng là anh em trở mặt, không phải trở mặt với Phaolô, trở mặt mau lẹ với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô, trở mặt với Thiên Chúa để chạy theo một tin mừng mới. Thấy cái gì hay là chạy theo, thấy gì có lợi là chạy theo, thấy cái gì lạ lạ mới là chạy theo. Thấy đâu âu đấy, hồi xưa mẹ tôi hay mắng tôi, mày thì cứ thấy đâu là âu đấy, lúc này chạy này, lúc chạy này này kia, thấy đâu âu đấy. Bìa trở mặt với Thiên Chúa mà chạy theo một tin mừng khác, không có một tin này mừng nào khác nhé. Phaolô khẳng định rất rõ ràng, mà chỉ có một vài kẻ phá rối muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Giêsu thôi, không có một tin mừng nào khác ngoài tin mừng mà Phaolô đã lãnh nhận từ chính nơi Đức Giêsu Kitô. Và ngày hôm nay chúng ta đón nhận tin mừng từ chính Đức Giêsu trong hội thánh, qua hội thánh, chứ không từ bất cứ một ai ngoài hội thánh hay bất cứ một tổ chức nào ngoài hội thánh. Cho nên chúng ta thấy là bây giờ cũng có nhiều người xưng mình là tin mừng từ trời, tin mừng từ đất, tin mừng gì đủ thứ tin mừng. Tin mừng này được Chúa Cha, tin này là mẹ Chúa Cha, rồi tin mừng này là gì đủ thứ hết. Mà ở ngoài hội thánh thì không bao giờ thuộc về Thiên Chúa, tin mừng ấy không thuộc về Thiên Chúa, không phải là của Thiên Chúa. Cho nên anh em hết sức tỉnh thức. Bây giờ trên mạng xã hội đủ mọi loại tin tức, lúc nào cũng xưng là tin mừng với tin vui, mà đọc xong làm cho người ta hết vui. Sao gọi là tin vui? Tin mừng làm đọc xong làm cho người ta buồn, sao gọi là tin mừng? Vì cứ chống phá giáo hội, chống phá người này, chống phá người kia, rồi ngay cả Đức Thánh Cha cũng không tha. Rồi thì loan truyền những tin thất thiệt, những tin không đúng sự thật, gây hoang mang, gây rối loạn. Chỉ có một vài kẻ phá rối anh em và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Giêsu mà thôi. Không có tin mừng nào khác. Hết nhóm này, tới nhóm nọ, hết nhóm kia, được xưng là được Chúa mặc khải, Đức Mẹ mặc khải, Chúa tỏ hiện rồi, thị kiến này rồi, hết thế này thế kia. Mà ở ngoài hội thánh thì chỉ là những kẻ phá rối mà thôi.
hết sức tỉnh thức, thưa anh chị em. Những lúc mà họ gửi đến những YouTube ấy, những tin nhắn ấy, những bài viết ấy, thì anh chị em cứ xóa ngay đi, bỏ vào thùng rác. Nhớ, đừng có tò mò mà đọc. Nhiều khi tò mò đọc vài lần cái bị dính châu, dính trưởng đấy. Vì đức tin mình còn yếu, sự hiểu biết mình non kém, giáo lý không vững vàng, đọc nghe thấy có lý à nha, cũng hay đó nha, thôi tò mò coi thử nó nói cái gì, coi nó chửi Đức Thánh Cha cái gì. Rồi thấy đọc xong thấy nó bảo, ủa nó chửi có lý đấy, ma quỷ mà, nó lấy lý của thế gian mà. Con cái thế gian thì khôn ngoan hơn con cái sự sáng mà. Cho nên là mình dễ bị lầm. Có những người thứ cha, con có cô bạn làm neo chung, giờ cô chạy theo nhóm trừ quỷ, trừ ma gì đó. Rồi cô cứ nói được Chúa với mẹ mặc khải, với được thế này thế kia. Ở ngoài hội thánh không thể nào là đúng được. Không thể nào tin được. Vì Chúa Giêsu xây dựng hội thánh trên đá này, quỷ địa ngục cũng không phá được. Cho nên quỷ địa ngục, Satan, nó tìm một cách nó chống phá giáo hội từ Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ. Và mạng xã hội là những cái phương tiện, là con dao hai lưỡi để xây dựng hội thánh, liên kết, và cũng để người ta dùng nó để chống phá hội thánh, gây chia rẽ, gây hoang mang. Khi loan những tin thất thiệt, có khi vì lợi nhuận, giật những tin, cái tít tựa đề thật là giật gân. Tôi là một trong những nạn nhân của những cái tựa đề giật gân đó. Cha Long bị trúng sét đánh, rồi bị thương, rồi bị đâm, rồi chuyển đi, rồi lập xứ, rồi đủ thứ chuyện. Cứ giật những cái tít đó để người ta vào, rồi vào càng nhiều bao nhiêu thì họ càng thu cái tiền quảng cáo được nhiều bấy nhiêu. Thì thưa anh chị em, đó không phải là tin vui, không phải là tin mừng, không phải là tin tốt, mà chỉ là tin tức, đọc xong đâm tức ra. Cho nên Phaolô cảnh báo rằng là nếu có ai, kể cả chúng tôi hoặc một thiên thần nào từ trời xuống mà loan báo cho anh em tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Dứt khoát như vậy. Vậy giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Thường chúng ta dễ sợ mất lòng, sợ buồn lòng, sợ phật lòng người này, người nọ, vị này, chức sắc kia. Ta chỉ sợ làm buồn lòng, làm phiền lòng, mất lòng những người có chức, có quyền, có tiền, có thế mà thôi, mà chả bao giờ lo rằng mình làm mất lòng Chúa. Ta chỉ tìm cách làm đẹp lòng người thế gian mà chẳng tìm cách làm đẹp lòng Thiên Chúa. Nay nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Nếu muốn làm đẹp lòng người đời, nếu muốn lấy lòng người đời, tức là mình làm nô lệ cho họ, thì không thể làm tôi tớ của Đức Kitô được, vì không thể làm tôi hai chủ. Yêu chủ này thì ghét chủ kia. Chúng ta chỉ có một mình Thiên Chúa là chủ của chúng ta, là tôi tớ của Ngài mà thôi, chứ không làm tôi tớ hay làm nô lệ cho tiền của hay bất cứ một người nào, bất cứ một quyền lực nào. Chúa nói với Faustina, con đừng có bợ đỡ lấy lòng bất cứ người nào trên cõi đời này. Không cần. Dù có quyền lực thế nào đi chăng nữa, chức vị nào thì chẳng nữa, cũng không có phải bỡ đỡ, nịnh hót họ, luồn cúi họ, không. Chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chứ không có con tín thác vào người này, người nọ, người kia, không. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng đáng cho chúng ta tôn thờ, tín thác tuyệt đối vào Ngài mà thôi. Vì nếu mà mình lấy lòng, muốn làm đẹp lòng người đời, nhớ, muốn làm đẹp lòng người đời thì không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Hãy tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa, mỗi người tự trả lời mình. Thôi, chiều lòng người ta đi, lấy lòng người ta rồi
nó cho nó yên thần. Có phải không? Chứ không mà không vừa lòng Ngài là Ngài khó chịu lắm. Là Ngài làm khó dễ đấy. Là Ngài nhăn đấy. Là Ngài đi cho sói chán đấy. Cái gì cũng phải bỡ đỡ, phải chạy theo Ngài. Còn mà lấy đẹp lòng Thiên Chúa thì lại mất lòng người đời. Thôi Chúa ơi, chắc Chúa thông cảm nha. Chúa hiểu lòng thương xót nha. Chúa cho con lấy lòng người đời để con sống cho nó thoải mái nha. Được, thì mình lấy lòng người đời đi, cứ chạy theo người đời đi. Rồi cuối cùng cũng hư mất đời đời. Đến giờ phán xét, đến ngày cánh chung, đến ngày về trình diện Chúa, Chúa bảo sao? Đi đâu đấy? Con đi về với Chúa. Lúc còn sống thế gian đi với ai? Lúc còn sống trên trần gian thì lấy lòng ai thì đi với người đó nha. Họ rước vào đâu? Họ đón vào đâu? Hả? Trả lời. Những người mà đón rước mình và mình lấy lòng họ thì họ đi về đâu? Ở lửa đời đời, khóc lóc nghiến răng. Con, cả cuộc đời con đã chấp nhận tủi nhục, đau khổ, đắng cay để đi vào con đường lòng thương xót. Con chỉ làm đẹp lòng Chúa chứ không cần làm đẹp lòng thế gian. Con chỉ muốn làm vui lòng Chúa chứ không muốn làm vui lòng người đời. Cho dẫu người ta có chơi con, cho dẫu người ta có làm hại con, cho dẫu người ta có loại trừ con vì con không cùng phe cánh với họ, vì con không bợ đỡ họ, vì con không lấy lòng họ, con chấp nhận thua thiệt, mất mát hết tất cả vì danh Chúa, vì lòng thương xót Chúa. Dứt khoát là như vậy. Vì con biết rằng con không thiệt đâu. Trước mặt thế gian con là người thiệt thòi. Đúng. Trước mặt thế gian con chẳng là cái gì cả. Vì những người có chức có quyền mà không đẹp lòng họ thì họ cho con xuống tận bùn đen thôi. Họ cho con ngồi xó thôi. Họ cho con vào sọt rác thôi. Có khi họ còn loại trừ nữa. Vì không lấy lòng họ, không làm đẹp lòng họ như những người khác. Đó, ma quỷ nó nói mày thấy không? Đó, ông kia ông lấy lòng sếp đó. Ông lấy lòng người trên đó. Ông giờ cũng được tăng, nâng lên hết chức vụ này tới chức vụ kia. Ông đang con mày suốt đời ngồi xó bếp, xó chợ, suốt người đời góc nhà, không cho ai cho làm cái gì hết, cho mày chừa cái tật mà không thèm nịnh hót, không thèm a dua, không thèm chạy theo, không thèm lấy lòng. Ma quỷ nó cám dỗ tôi như thế chứ, phải không? Nó cũng cám dỗ anh chị em như vậy chứ. Thế lấy lòng sếp đi, buôn lậu cũng được. Rồi sếp cho nhiều thứ lắm. Sếp lo lót cho sếp, rồi sếp nâng lên chức này vụ kia, rồi có chức thì cũng có tiền. Có tiền rồi thì lại có quyền, không ngon à? Sao mày về mày cứ vậy? Chú Giê-xu còn tin thác vào Chúa có được cái gì đâu. Nó cười vào mũi cho, cứ tin thác đi, coi có được cái gì không. Coi ông mày lấy lòng ông, coi ông có được cho mày cái gì không. Thử thách lắm chứ anh chị em. Mình nói thì dễ chứ mà thực tế mình gặp cái đó mình có chịu nổi hay không? Chịu nổi không? Đó. Ngon hả? Đọc kinh đi. Khởi lòng thương xót Chúa đi. Lấy lòng ông ấy đi. Tao cần. Hề, quỷ dữ nó đến. Đây lại đây. Đây, đúng rồi đó. Đây. Này, chức tước này, địa vị này, tiền bạc này, quyền hành này. Ngon không? Ngon. Rồi cuối cùng được gì? Cuối cùng được cái gì? Đó, tự mỗi người tự suy nghĩ lại nha. Và hết sức cảnh giác với những tin mà người ta gửi đến cho mình, hay những gì mình đọc trên phương tiện truyền thông, để xác định, xác tín cái gì là sự thật, là chân lý, đâu là tin mừng. Thì cứ chắc chắn nhất là nằm trong hội thánh. Đừng đi ra ngoài hội thánh. Không đi theo những kẻ mà bị hội thánh cảnh báo và loại trừ. Những người chống phá hội thánh, không đi theo những tin mừng đó, thì mình sẽ được an toàn. Vì hội thánh này là do Chúa đặt lên, một thân mình mầu nhiệm Đức Kitô.
mà chúng ta là chi thể ở trong đó, không thể tách lìa khỏi thân mình Đức Giêsu là hội thánh được. Chúa Giêsu là đồng, ta là những chi thể, đúng không? Và khi chúng ta là những chi thể, Đức Giêsu là đầu, thì tất cả những chi thể phải liên đới với nhau, nâng đỡ nhau. Đó là những người thân cận của mình, như trong bài tin mừng ngày hôm nay. Ai là người thân cận của tôi? Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót với người ấy. Tôi thực thi lòng thương xót với ai thì người ấy là người thân cận của tôi. Tức là ai đang cần thương xót thì người ấy là người thân cận của tôi. Chứ không phải người thân cận của tôi là những người giàu, là những người có tiền, là những người có quyền, là những người có chức, là những người ban bố cho tôi hết ân này đến ân kia, cất nhắc tôi lên hết địa vị này đến vị kia. Đó mới là người thân cận của tôi. Không phải đâu. Và chúng ta thường tìm những người thân cận là những người đó, phải không? Và chúng ta cũng hãnh diện vì người thân cận của tôi là vị này, người thân cận của tôi là chức kia, người thân cận của tôi là chức sắc nọ ở ngoài đạo trong đời. Ta cũng hãnh diện vì người thân cận của tôi là những người đó. Trong khi đối với Chúa Giêsu thì người thân cận của tôi là những người mà tôi thực thi lòng thương xót với người ấy. Tức là họ cần được thương xót. Mà ai là những người cần được thương xót? Người đau khổ, người tội lỗi, người bệnh tật, người nghèo đói, người bị hất hủi, người bị bỏ rơi. Đó là đối tượng ưu tiên của lòng thương xót mà Chúa muốn chúng ta thực thi với họ. Cái người thông luật ấy chỉ trả lời đúng thôi. Mà Chúa nhắc tới hai lần, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy đi. Vẫn chưa chịu vậy thì muốn tỏ mình là người có lý, ai là người thân cận của tôi? Chúa kể cho nghe câu chuyện người Samari nhân hậu. Rồi Chúa kết luận, ông hãy đi và hãy làm như vậy. Thực thi lòng thương xót với anh em của mình. Hãy làm như vậy đi, làm như Chúa dạy đi. Hãy thực hành lòng thương xót đi thì có được sự sống đời đời. Còn lý thuyết, còn cãi lý, còn muốn cho rằng mình có lý, còn muốn thử Đức Giêsu, còn muốn thử người này thử người kia mà không bao giờ làm thì chả bao giờ có được sự sống đời đời đâu. Mấy anh chị em mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa, trang 88, hát bài Hoa Mân Côi. Đang trong tháng 10, tháng Mân Côi, chạy đến với mẹ Maria, xin mẹ cho con biết lần chuỗi Mân Côi, và đi kèm với việc lần chuỗi đó là cải thiện đời sống. Cải thiện đời sống bằng cách biết xót thương người khác, bằng cách thực thi lòng thương xót với anh chị em của mình. Một tràng hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh sốt men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi an vui thái hòa như ngày thiên sư truyền tin, như trong đêm ngôi lời giáng trần, như khi mẹ gặp lại con Chúa, kết hoa kinh để dâng mẹ. Một tràng hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh sốt men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi đau thương lấp đầy như vườn loang màu mồ hôi, như gai đâm như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế, kết hoa kinh để dâng mẹ. Một tràng hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh sốt men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng.
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 2 tháng 10, các thiên thần bản mệnh. Ngày mùng 3 tháng 10, chân phước Bartolo Longo. Trên khung trời cao, Chúa nghe thâu tiếng con nghẹn ngào. Dưới trần gian này, ngày và đêm tiếng con nguyện cầu. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Trên khung trời cao, Chúa nghe thâu tiếng con nghẹn ngào. Dưới trần gian này, chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 2 tháng 10, các thiên thần bản mệnh. Ngày mùng 3 tháng 10, chân phước Bartolo Longo. Mùng 2 tháng 10, các thiên thần bản mệnh. Nếu sức mạnh của sự dữ và ma quỷ đông hằng hà sa số, đang ngày đêm bay lượn quanh nhân loại này, chung quanh chúng ta, để tìm cơ hội làm hại con người, thần dữ, thì sung sướng và hạnh phúc, vững dạ và an tâm khi Chúa gửi đến cho loài người một sức mạnh vô cùng hữu hiệu là các thiên thần. Sự trợ giúp này Chúa và giáo hội gọi là các thiên thần hộ thủ hay các thiên thần bản mệnh. Các thiên thần bản mệnh gìn giữ con người khỏi hiểm nguy, khỏi sự dữ quấy phá, đưa con người tránh xa dịp tội, để con người kết hiệp và tiến bước tới với Thiên Chúa, bước đi trong thương xót. Thiên thần bản mệnh là ai? Thiên Chúa thiết lập vũ trụ, tạo dựng con người. Sách Khải Nguyên ngay từ những trang đầu đã thuật lại việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất, tạo nên con người. Trong vũ trụ hỗn mang, đan xen bóng tối và sự sáng. Lực của bóng tối của ma quỷ mạnh mẽ vô cùng. Ma quỷ có số đông vô số kể, lúc nào cũng lượn quanh con người như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Ngay trang đầu Khởi Nguyên, Kinh Thánh đã viết: thần khí Chúa bay lượn là lả trên mặt nước. Và trong tận nước, trong đêm Giáng sinh, thiên thần của Chúa với muôn cơ binh đàn ca vinh tụng, sướng hát tôn vinh
Con Thiên Chúa là Đức Giêsu xuống thế làm người. Đây là các thiên thần luôn túc trực để thờ phượng Chúa và nâng đỡ con người. Trong số này có muôn vàn thiên thần bản mệnh Chúa sai tới để nâng đỡ, bảo vệ, che chở, gìn giữ từng người một, từng người. Các ngài giúp con người tránh xa nghiệp tội, thêm sức mạnh cho con người để thoát khỏi những cơn cám dỗ nguy hiểm. Các thiên thần nâng đỡ và khuyến khích con người khi con người gặp những sự thất vọng ở trần gian này, an ủi con người trong những cơn sầu muộn. Các thiên thần bản mệnh cũng giúp con người hồi tâm thống hối khi con người yếu đuối sa ngã. Các thiên thần cũng cầu bầu cùng Chúa cho con người. Các thiên thần bổn mệnh soi sáng thêm sức mạnh cho con người khi con người đang hấp hối nguy tử. Các thiên thần bản mệnh có sức mạnh lớn lao là luôn hiện diện bên cạnh con người để gìn giữ, an ủi và che chở con người. Cho nên trong Thánh Vịnh 137 câu 1 đã viết: Lạy Chúa giữa chư vị thiên thần, con đàn ca kính Chúa. Hoặc trong lời nguyện nhập lễ ngày 2 tháng 10, Giáo hội đã cất tiếng nguyện xin: Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con, xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực chở che, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang. Thưa anh chị em và các bạn, dưới đây là một câu chuyện minh chứng bàn tay thiên thần bản mệnh hộ phù chở che. Một cha sở miền quê bên Pháp thuật lại câu chuyện này. Khi đó, ngài đang ở một sứ đạo hẻo lánh. Một đêm kia, được tin có một người đau nặng đang hấp hối, muốn xin cha sở đến để ban bí tích sức giàu. Trời về khuya, với bổn phận mục tử, ngài ra đi làm phận sự của mình. Dù có hiểm nguy thế nào, vẫn cứ phải ra đi khi có người hấp hối muốn lãnh nhận bí tích sức giàu và thánh thể như của anh đảng. Từ nhà sứ tới nhà người đau bệnh, ngài phải băng qua một khu rừng vắng. Khi tới khu rừng, trời đã rất tối. Ngài ngập ngừng, đi hay không đi đấy? Nhưng nghĩ lại và nhớ tới thiên thần bản mệnh, ngài cầu nguyện để thiên thần cùng đi với ngài. Sau đó, ngài mạnh dạn tiến bước và tới sức giàu cho bệnh nhân kịp thời giờ hấp hối. Khi đến nơi người hấp hối, thì một sự việc xảy ra khiến cho vị linh mục và người hấp hối hiểu rõ hơn câu chuyện 10 năm về trước. Mà nếu không có biến cố mới này, thì câu chuyện ấy đã bị rơi vào quên lãng. Bệnh nhân hấp hối này chính là một tử tù sắp bị hành quyết. Anh ta rất khó tính và không chịu nghe lời khuyên của bất cứ một ai. Người ta báo tin cho ngài có người tử tù sắp bị hành quyết. Người tử tù sắp bị hành quyết. Vì là cha sở địa phương, cho nên ngài đến nhà tù để thăm viếng người tử tù. Nhưng vừa thấy bóng linh mục, người tử tù phản ứng và từ chối không muốn gặp ngài. Nhưng bỗng anh ta ngừng lại và nói với ngài: Dạ, có phải cha là cha sở họ X này không? Vị linh mục ngạc nhiên trả lời: Ồ,
Trước đây 10 năm tôi làm cha sở ở họ đó, nhưng bây giờ tôi đã đổi đi nơi khác rồi. Thì ra, thưa anh chị em, cách đây 10 năm, người tử tù lúc đó là tên ăn cướp giết người bị tầm nã, đang lẩn trốn ở khu rừng mà ngài đi qua. Cha sở đi ngang qua cái khu rừng, tên tử tù trốn đang ẩn nấp ở đó. Hắn dự định là sẽ giết chết bất cứ khách bộ nào băng qua đoạn đường ấy, để lấy quần áo của khổ chủ mà hóa trang, đánh lừa lưới của pháp luật. Người tử tù kể lại, lúc đó y muốn giết vị linh mục, nhưng mà y bỗng nhận thấy bên cạnh linh mục ấy có một thanh niên lực lưỡng, như là hộ tống cho vị linh mục. Thấy sức mình không thể thắng nổi người thanh niên lực lưỡng ấy, cho nên y đã để cho ngài và người thanh niên ấy đi bình an vô sự. Vị linh mục kết luận, nghe người tử tù thuật lại, tôi ngạc nhiên hết sức. Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng, lúc đó tôi có dừng lại một lúc để cầu nguyện xin thiên thần bản mệnh giúp đỡ. Và như vậy, người thanh niên mà người tử tù thấy to con lực lưỡng đi hộ vệ tôi chính là thiên thần bản mệnh của tôi, đã gìn giữ bảo vệ tôi qua cơn nguy hiểm. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện trên minh chứng rằng thiên thần hộ thủ luôn có mặt khi con người kêu cầu, xin ngài giúp đỡ, can thiệp. Không biết, thú thật, tôi cũng như anh chị em, các bạn đây, có bao giờ mình kêu cầu thiên thần bản mệnh hay không? Khi có chuyện gì xảy ra, mình thường đi tìm phương thế nhân loại, tìm người giúp đỡ, chạy tới vị này, chạy tới người kia, có chức, có quyền, có thế, mà quên kêu cầu thiên thần bản mệnh. Đúng không? Các ngài vẫn ở bên ta, mà ta có bao giờ nhớ đến đâu. Hồi xưa còn bé tôi nhớ có kinh xin các thiên thần. Anh có ai còn nhớ kinh đó hay không? Rồi bây giờ thì lãng quên hết rồi, lớn lên rồi quên, chẳng nhớ. Ê, hôm nay ngày lễ các thiên thần bản mệnh, mình mới thấy quyền năng lòng thương xót Chúa. Vì thương xót từng người, không những Thiên Chúa chăm sóc mà còn sai mỗi thiên thần có nhiệm vụ chăm sóc mỗi một người, anh A, chị B, chị C. Mỗi người, từng người có một thiên thần giữ mình cho chúng ta, gọi là thiên thần bản mệnh. Mà thử hỏi, có mấy người kêu cầu ngài, hay là ý thức, hay là nhớ đến ngài những lúc mình khó khăn, đau khổ, thử thách, thất vọng, chán trường và bị cám dỗ? Các ngài vẫn thể hiện lòng thương xót và quyền năng của Chúa qua việc chăm sóc, bảo vệ, che chở mình. Đấy, các thiên thần chính là thể hiện quyền năng lòng thương xót của Chúa, quyền năng bảo vệ, che chở, giữ gìn. Lòng thương xót của Chúa là chăm sóc, nâng đỡ, an ủi, vỗ về. Mà có bao giờ mình nhận ra đâu, phải không? Cho nên Chúa Giêsu trong tin mừng Matthew chương 18 câu 10 có nói: anh em coi chừng, đừng khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời.
nhân ngày lễ Thiên Thần hộ thủ. Chúng ta hãy cầu nguyện, xin cho các ngài luôn ở gần bên ta, trông nom gìn giữ. Nhờ đó chúng ta thoát khỏi mọi nguy hiểm như thế và sau này được hưởng phúc trên trời. Xin cho mọi người luôn biết kính trọng, yêu mến, cậy trông vào sự che chở của các thiên thần bản mệnh hơn là tìm sự nâng đỡ che chở của thế lực trần gian, của bất cứ con người nào có quyền, có chức, có thế trên trần gian này. Và xin cho mỗi người luôn sẵn sàng nghe theo lời chỉ dạy của các thiên thần bản mệnh qua tiếng nói của lương tâm. Bài thơ của Lê Xuân Mai về thiên thần bản mệnh. Thiên thần bé nhỏ của tôi ơi, hãy ở bên tôi suốt cuộc đời, soi bước chân tôi trong chân lý, chỉ biết đi tìm Chúa mà thôi. Thiên thần bản mệnh của tôi ơi, đam mê hoan lạc trong cuộc đời, phù vân bóng câu qua cửa sổ, ngoảnh nhìn thử hỏi được mấy mươi. Thiên thần chi ái của tôi ơi, giúp tôi đứng vững giữa vòm trời, nhủ lòng thà chết không phản bội, hiến chương Galilee xa xôi. Thiên thần sáng láng của tôi ơi, lộng giả thành chân biết bao người, cho tôi nhận rõ chân với giả, hầu cảnh giác anh chị em tôi. Thiên thần dũng mãnh của tôi ơi, bao lúc cô đơn muốn rã rời, hãy giúp cho tôi đừng vấp ngã đến khi tới được nhà cha tôi. Ngày mùng 3 tháng 10, chân phước Bartolo Longo. Bartolo Longo sinh ngày 11 tháng 2 năm 1841 tại vùng Nam Ý. Ngài được các cha dòng Pierist giáo dục rất kỹ lưỡng. Về sau Bartolo học luật, nhưng trường đại học mà Bartolo theo học đã không mấy tôn trọng giáo hội hay những giá trị của tin mừng. Niềm tin của Bartolo vì thế mà bắt đầu suy giảm, và ngài trở nên quan tâm tới những nghi lễ do ma quỷ bày ra. May thay, Bartolo vẫn còn làm bạn với một vị giáo sư, là một Kitô hữu sùng đạo và là một người sống nội tâm sâu xa. Cùng với một linh mục dòng Thánh Đa Minh, vị giáo sư này đã đưa Bartolo về lại với lối thực hành đức tin Công giáo. Bartolo Longo được văn bằng luật học và trở thành luật sư phục vụ tại quê hương của mình. Sau đó, Bartolo Longo bắt đầu cuộc sống thánh thiện, một đời sống thánh thiện, cầu nguyện và làm nhiều việc tốt. Bartolo đặc biệt cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Rồi Bartolo Longo đi sang Napoli để giúp đỡ những người nghèo khổ sống trong các khu ổ chuột ở thành phố. Ngài làm gia sư cho các con trẻ của một quá phụ giàu sang. Bartolo cùng đồng hành với bà mỗi khi bà đi thăm các dinh cơ của bà. Và Bartolo trực tiếp thấy được sự nghèo khó và ngu dốt của đám thợ làm công cho bà. Bartolo Longo biết Thiên Chúa đang mời gọi mình đem đức tin và niềm hy vọng đến cho những con người này. Ngài suy nghĩ và nảy ra quyết định rằng cách tốt nhất để giới thiệu đức tin cho những người ấy, những người không biết đọc, không biết viết,
làm sao mà truyền đức tin cho họ. Thì Bartolomeo nghĩ đến cách tốt nhất là dạy cho họ cầu nguyện. Cầu nguyện với kinh mân côi, vì họ đâu có biết đọc, biết viết đâu. Bằng cách suy niệm những mầu nhiệm của kinh mân côi, họ sẽ học biết về cuộc sống, về sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, cũng như vai trò quan trọng của Đức Maria trong việc dẫn đưa các Kitô hữu đến với con của mẹ. Chẳng bao lâu, người ta tập trung tại một nhà thờ nhỏ ở Pompeii để cùng nhau đọc kinh mân côi trước bức ảnh Đức Mẹ. Bức ảnh mà Bartolomeo đã tìm thấy tại một chợ trời bán đồ phế thải. Rồi ngôi nhà thờ được nới rộng thêm. Bartolomeo bắt đầu kiếm tiền để xây một ngôi thánh đường lộng lẫy, dâng kính nữ vương rất thánh mân côi. Bartolo cũng xuất bản một tạp chí gọi là Nguyệt San, Kinh Mân Côi và Tân Pompeii, đăng những bài giải thích đức tin Công giáo để sống sứ điệp tin mừng cách triệt để, chứ không chỉ loan báo bằng ngòi bút. Bartolomeo đã cho xây một viện mồ côi và một nhà dành cho các em có cha mẹ đang bị cầm tù. Bartolomeo thường bị những người không đồng quan điểm với mình hiểu lầm và chế nhạo. Lúc về già, ngài phải chịu những cơn bạo bệnh, nhưng Bartolomeo vẫn tin tưởng vào quyền phép của kinh mân côi và cố gắng hoàn thành thật tốt những gì Thiên Chúa mong muốn nơi ngài. Bartolomeo đã trải qua những năm cuối đời trong kinh nguyện liên lỉ. Ngày 5 tháng 10 năm 1926, người tín hữu thánh thiện này đã về trời hưởng thọ 85 tuổi, với tràng chuỗi mân côi còn dính chặt trong tay. Năm 1980, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn phong Bartolomeo lên bậc chân phước. Thưa anh chị em và các bạn, kinh mân côi chỉ là một lời nguyện đơn giản. Tuy nhiên, kinh mân côi giúp chúng ta được tiếp xúc với những mầu nhiệm thâm sâu nhất của đức tin. Mỗi ngày, chúng ta cố gắng cầu nguyện bằng kinh mân côi ít nhất một chục kinh được không? Ít nhất là một chục kinh mân côi. Nhờ đó chúng ta có thể thường xuyên suy gẫm về cuộc đời, giáo huấn, sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Kinh mân côi chính là một hình thức tôn kính đặc biệt đối với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Nhưng chị em đi vào con đường lòng thương xót suốt 15 năm qua, chúng tôi đã, đang và vẫn tiếp tục với chàng chuỗi lòng thương xót và kế tiếp là chuỗi kinh mân côi, không bao giờ tách rời và không bao giờ bỏ. Ngay bây giờ ở trung tâm mục vụ, sau chuỗi kinh lòng thương xót, chúng tôi cũng mời gọi những anh em nào có thể cố gắng ở lại để lần chuỗi mân côi chung với nhau. Vì anh chị em nhớ, mỗi ngày mình lần chuỗi mân côi chung với nhau là được hưởng một ơn toàn xá. Còn nếu không chỉ được ơn tiểu xá mà thôi. Ơn toàn xá là ơn tha tất cả những hình phạt mình đáng chịu vì tội tạm ở đời này. Còn gì hạnh phúc hơn nữa. Cho nên khi về giáo điểm tin mừng, ngay giai đoạn mà khó khăn nhất, mới về chẳng có mấy người, có 5-6 người, ngày nào chúng tôi cũng đặt mình thánh Chúa, rồi lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi và thánh lễ. Thánh thể, lòng thương xót Chúa, chuỗi lòng thương xót, chuỗi kinh mân côi và thánh lễ. Suốt 15 năm, bao giờ cũng có 4 món ăn thiêng liêng, món ăn tinh thần, hay là 4 vũ khí để chống trả sự tấn công của Satan trong công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Thánh thể, chuỗi lòng thương xót, chuỗi kinh mân côi và thánh lễ. Người ta bảo đó là đạo đức bình dân. Vâng, đạo đức bình dân. Người dân nào cũng biết
gọi là bình dân ấy gì. Người dân nào cũng có thể thực hành được, gọi là bình dân ấy gì. Nhưng mà bình dân không có nghĩa là không có giá trị, không có hiệu lực, không có hiệu quả, không có hiệu nghiệm. Ngược lại là khác. Những chuỗi lòng thương xót, chuỗi những mình côi người dân, mà đặc biệt là những người ngoại giáo bây giờ, họ lần chuỗi mình côi, chuỗi lòng thương xót còn sốt sáng, còn giòn giã hơn cả những người đậu gốc nữa. Có những người đậu gốc còn không nhớ được lần chuỗi lòng thương xót chuỗi mình côi là sao. Những người ngoại đạo bây giờ họ nhờ có cuốn kinh nguyện lòng thương xót này. Trong này có cách hướng dẫn lần chuỗi mân côi, không chỉ là kinh nhưng mà còn hướng dẫn người ta lần chuỗi mân côi cho những người ngoại đạo hoặc cho những người có đạo mà quên rồi, không biết hoặc không nhớ. Lần chuỗi làm sao? Kinh đại cha, kinh kinh mừng, kinh sáng danh, rồi năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng, năm sự sáng, có bốn mùa vui thương mừng sáng như thế nào. Rồi sau mỗi chục có kinh cầu nguyện lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, vân vân. Đó, thưa anh chị em, nhờ cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót này mà rất nhiều người đã được ơn biết lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Mỗi ngày nếu anh chị em lần được chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót thì tốt quá, 3 giờ chiều lý tưởng, còn không thì bất cứ giờ nào trong ngày, bất cứ nơi nào cũng được. Vừa lái xe vừa lần chuỗi được không? Được chứ. Trong khi mình giờ giải lao, có người bảo con tranh thủ giờ giải lao con lần chuỗi được không? Được chứ. Trước đi khi đi ngủ mệt quá, cố gắng lần chuỗi được không? Được chứ. Chúa hiểu thấu tâm lòng của mình mà. Đừng có chê rằng lải nhải kinh mân côi như đàn bà, như trẻ con, xin lỗi, chưa biết đâu ạ. Những cái mà ta nhìn bình thường, thậm chí là bình thường, lại là vô cùng giá trị trước mặt Chúa. Amen. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin chữa lành thể xác chúng con. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin rửa sạch tâm hồn chúng con. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin chữa lành thể xác chúng con. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin rửa sạch tâm hồn chúng con.